tỷ lệ đặt cược ông Trump chiến thắng tăng mạnh ngay trước bầu cử. Người dân Mỹ chính thức đi bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 47. Lịch trình chi tiết đêm bầu cử Tổng thống Mỹ. Tỷ lệ đặt cược của ông Trump chiến thắng tăng mạnh ngay trước bầu cử. Ngay khi cử tri Mỹ chính thức đi bầu Tổng thống Mỹ, các nền tảng đánh cược trực tuyến công bố dữ liệu cho thấy cơ hội chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với Phó Tổng thống Kamala Harris đã tăng vọt trở lại. Theo đó, tính đến chiều ngày 4 tháng 11, tỷ lệ đặt cược ông Trump chiến thắng là 58%, trong khi tỷ lệ đặt cược bà Harris là 42%. Mặc dù tỷ lệ đặt cược vào ông Trump đã lên tới 67% hôm 30 tháng 10, nhưng tỷ lệ này sau đó giảm và những ngày sau đó xuống mức 53% vào cuối tuần trước và chỉ tăng trở lại ngay trước ngày bầu cử. Các báo cáo xuất hiện vào tháng trước cho thấy tỷ lệ đặt cược trên Polymarket có thể bị thao túng. Nền tảng này sau đó đã xác định một công dân Pháp duy nhất là chủ sở hữu của 4 tài khoản đã đặt cược hơn 50 triệu đô la Mỹ vào ông Trump. Polymarket không cho phép cử tri Mỹ đặt cược vào cuộc bầu cử này. Trên nền tảng cá cược Kansi, nền tảng cho phép người Mỹ tham gia, tỷ lệ cược bầu cử cũng diễn ra theo quỹ đạo tương tự. Trong khi ông Trump dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 64% và 36%, tỷ lệ thắng cược của ông đã giảm mạnh một thời gian ngắn sau đó. Và các ứng cử viên đã hòa nhau chỉ sau vài giờ, cuộc thăm dò cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump tại Iowa, bang thường nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Đến chiều 4 tháng 11, tỷ lệ đặt cược vào ông Trump là 54%. Trong khi đó, theo nền tảng PredictIt, cơ hội đắc cử của bà Harris là 54%. Trong mô hình dự báo dựa trên thị trường chứng khoán có tên gọi Công cụ Dự đoán Tổng thống, nhiều khả năng bà Harris sẽ trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Mô hình này đã dự đoán đúng kết quả của 21 trên 24 kỳ bầu cử. Nguyên tắc cơ bản của công cụ dự đoán Tổng thống rất đơn giản. Khi chỉ số S&P 500 tăng trong 3 tháng cuối cùng trước bầu cử, đảng đương nhiệm sẽ vẫn tại vị. Ngược lại, sự sụt giảm của chỉ số này sẽ cho thấy phe đối lập sẽ giành chiến thắng. Chỉ số S&P 500 trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng đều đặn kể từ tháng 8. Các chỉ số khác như Dow Jones cũng tăng. Do đó, theo mô hình công cụ dự đoán Tổng thống, đảng Dân Chủ sẽ thắng thế. Bà Harris sẽ đắc cử. Tuy nhiên, không ít người hoài nghi về công cụ dự đoán Tổng thống. Một số chuyên gia cảnh báo rằng, đối với bối cảnh kinh tế và chính trị đã thay đổi theo hướng có thể làm thêm phức tạp tính chính xác của công cụ này. Việc bỏ phiếu truyền thống thường đóng vai trò là nền tảng cho hầu hết các dự báo bầu cử. Song công cụ dự đoán Tổng thống cung cấp một lăng kính bổ sung dựa trên niềm tin của nhà đầu tư và hiệu quả kinh tế rộng hơn. Người dân Mỹ chính thức đi bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 47. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày 5 tháng 11, hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Trước ngày bầu cử, đã có gần 80 triệu cử tri tại một số bang bỏ phiếu sớm theo các hình thức khác nhau, hoặc bỏ trực tiếp hoặc qua thư. Năm 2020, hơn 200 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, là mức cao nhất kể từ năm 1992. Năm nay, giới chuyên gia nhận định lượng cử tri bỏ phiếu cũng sẽ cao khi người Mỹ muốn thấy tiếng nói của họ được lắng nghe trong một cuộc bầu cử vô cùng sinh sao. Các điểm bỏ phiếu tại Vermont sẽ mở cửa đầu tiên, tiếp đến là một số bang khác. Các bang chủ yếu mở cửa bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ sáng theo giờ Mỹ. Riêng bang Oregon bỏ phiếu qua thư nên sẽ không có điểm bỏ phiếu trực tiếp nào. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa đầu tiên thường là Indiana, Kentucky lúc 18 giờ, trong khi đó Hawaii và Alaska đóng cửa muộn nhất, thường là qua 0 giờ ngày hôm sau. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 được coi là cuộc đua song mã giữa ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Bà Harris, 60 tuổi, nhận được đề cử của Đảng Dân Chủ hồi tháng 8 sau khi Tổng thống Joe Biden bất ngờ thông báo ngừng tranh cử. Bà là cựu thượng nghị sĩ, tổng trưởng lý bang California và là công tố viên San Francisco, đang nỗ lực làm nên lịch sử với tư cách là nữ tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử 248 năm của nước Mỹ. Ông Trump, 78 tuổi, đang thực hiện cuộc tranh cử thứ 3 liên tiếp vào Nhà Trắng. Doanh nhân và là ngôi sao truyền hình trực tiếp đã tiếp tục lặp lại tuyên bố vô căn cứ rằng Đảng Dân Chủ đã đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 hay cáo buộc Đảng Dân Chủ gian lận bầu cử. Ông là tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội 2 lần và truy tố hình sự. Trong chiến dịch tranh cử năm nay, ông đã bị ám sát hụt ít nhất 2 lần. Ngoài ông Trump và bà Harris, cuộc đua chức tổng thống năm nay còn có một số ứng cử viên của các đảng nhỏ hoặc ứng cử viên độc lập, bao gồm ông Jay Oliver, 39 tuổi, ứng cử viên ít được biết đến. Ông Oliver tranh cử vào ghế thượng viện bang Georgia vào năm 2022 và giành được 2% phiếu bầu. Thông thường, đảng tự do thường giành được chưa đến 3% phiếu bầu phổ thông, nhưng ứng viên của đảng này có thể vẫn quan trọng với kết quả bầu cử ở các bang dao động. Tiếp đó là ông Tim Stein, 74 tuổi,
một bác sĩ từng tranh cử với tư cách ứng cử viên Đảng Xanh vào năm 2016, cũng tái tranh cử trong cuộc đua năm nay. Ông Kanye West, 71 tuổi, đang tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Nhà hoạt động chính trị, triết gia và học giả này đang nỗ lực thu hút nhiều cử tri hơn những người vốn nghiêng về Đảng Dân Chủ. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, chương trình chi tiết đêm bầu cử. Người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để lựa chọn Tổng thống tương lai của nước Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Kết quả sơ bộ của bầu cử Tổng thống Mỹ có thể sẽ được thông báo vào nửa đêm, theo giờ địa phương, tức sáng 6 tháng 11 theo giờ Hà Nội, khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng để xác định ai là người chiến thắng có thể sẽ mất vài ngày. Các điểm bỏ phiếu đầu tiên theo giờ bờ đông của Mỹ mở cửa từ 17 giờ theo giờ Hà Nội ngày 5 tháng 11, nhưng thời gian khác nhau tùy thuộc vào các bang, thậm chí ngay cả trong bang, do lãnh thổ lục địa Mỹ trải dài theo 4 múi giờ. Giờ đóng cửa cũng tương tự. Hầu hết các bang sẽ thông báo kết quả bầu cử sơ bộ ngay sau khi phòng bỏ phiếu đóng cửa. Nhưng những điều này sẽ giúp xác định được người chiến thắng nếu khoảng cách giữa hai ứng cử viên đủ lớn. Ở các bang chiến trường có thể xoay chuyển cục diện bầu cử Tổng thống Mỹ như Arizona, Bắc Carolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Thời gian chờ đợi kết quả có thể đặc biệt dài. Đặc biệt, kết quả bầu cử còn phụ thuộc vào các phương pháp tính cụ thể của từng bang. Vào năm 2020, người dân Mỹ phải đợi vài ngày để chờ đợi sự xác nhận chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden trước ông Donald Trump. Chương trình cập nhật trong đêm bầu cử như sau, tính theo giờ Hà Nội. 6 giờ sáng ngày 6 tháng 11, các điểm bỏ phiếu đầu tiên ở bang Indiana và Kentucky đóng cửa. Hai bang này có thể là những bang đầu tiên công bố kết quả của mình. Điều này sẽ không có gì ngạc nhiên bởi đây là hai thành trì của Đảng Cộng Hòa với 19 phiếu đại cử tri, trong đó có 11 tại Indiana và 8 ở Kentucky. Sẽ thuộc về ứng cử viên Donald Trump. 7 giờ sáng ngày 6 tháng 11, các điểm bỏ phiếu ở Georgia và Florida đóng cửa. Đây sẽ là sự kiện lớn đầu tiên của đêm bầu cử. Vào năm 2020, ứng cử viên Joe Biden đã giành chiến thắng sít sao với 12.000 phiếu tại Georgia và 16 phiếu đại cử tri trước sự thất vọng lớn của ông Trump. Đối với bang Florida, nơi mang lại 30 phiếu đại cử tri cho ứng cử viên đứng đầu, tức là bang lớn thứ ba theo truyền thống, Đảng Cộng hòa giành chiến thắng và không được coi là bang chiến trường. Nhưng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bang Florida có thể tạo ra điều bất ngờ. 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 11, các điểm bỏ phiếu ở Bắc Carolina đóng cửa. Các cuộc thăm dò ở bang này cực kỳ sát sao với 16 đại cử tri, điều mà một ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ chỉ giành được 2 lần kể từ năm 1968. Bắc Carolina thường kiểm lá phiếu khá nhanh, nhưng việc kiểm phiếu có thể chậm lại một chút trong năm nay do những thay đổi trong cách thức tổ chức bỏ phiếu sau cơn bão Helene quét qua khu vực vào cuối tháng 9 vừa qua. 8 giờ ngày 6 tháng 11, các điểm bỏ phiếu đóng cửa ở Pennsylvania, Michigan và Texas. Trong số tất cả các bang xoay chiều của Mỹ, Pennsylvania là bang mang lại cho người chiến thắng nhiều phiếu đại cử tri nhất với 19 phiếu. Đây là bang được quan tâm nhiều nhất trong cuộc bầu cử khi cả hai ứng cử viên Harris và Trump đều đã đến nhiều lần trong suốt chiến dịch tranh cử và cũng là nơi tổ chức cuộc tranh luận duy nhất giữa họ vào tháng 9 vừa qua. Bang Pennsylvania là nơi ông Biden từng giành chiến thắng vào năm 2020, nhưng lại thuộc về ông Trump vào năm 2016. Các cuộc thăm dò lần này đặt hai ứng cử viên Trump và Harris ngang hàng nhau. Việc kiểm phiếu ở bang Pennsylvania có nguy cơ mất nhiều thời gian hơn những nơi khác, bởi lẽ luật bầu cử của bang này yêu cầu các quan chức phải đợi cho đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa mới bắt đầu kiểm phiếu. 538 đại cử tri trực tiếp bầu ra Tổng thống Mỹ là ai? Người Mỹ sẽ không bầu trực tiếp ra ứng cử viên giành chiến thắng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mà sẽ bầu 538 đại cử tri. Và đây sẽ là những người sẽ lựa chọn nhà tân lãnh đạo 4 năm một lần. Hệ thống đại cử tri đoàn bắt nguồn từ Hiến pháp Mỹ năm 1787, trong đó thiết lập các quy tắc về các cuộc bầu cử tổng thống gián tiếp và chỉ một vòng. Hầu hết đại cử tri là những quan chức đắc cử ở địa phương hoặc lãnh đạo đảng, nhưng tên tuổi của họ không xuất hiện trên các lá phiếu và nhân dạng của họ cũng gần như không được các cử tri biết đến. Hiến pháp để cho các bang quyền quyết định các đại cử tri của họ sẽ bỏ phiếu thế nào. Về mặt lý thuyết, tại hầu hết các bang, ngoại trừ Nebraska và Maine, ứng cử viên nào giành được đa số phiếu phổ thông cũng sẽ giành được tất cả các phiếu đại cử tri của bang đó. Cơ chế đại cử tri đoàn cho phép một ứng cử viên tổng thống có thể thua số phiếu phổ thông nhưng lại giành chiến thắng cuối cùng. Có 5 tổng thống Mỹ từng đắc cử trong những tình huống như vậy, bao gồm cả ông Donald Trump vào năm 2016. Khi một ứng cử viên tổng thống đắc cử tại một tiểu bang, điều này có nghĩa là đại cử tri của đảng chính trị chiến thắng ở bang đó sẽ có nghĩa vụ bầu ứng cử viên này lên làm tổng thống. Nếu một bang yêu cầu đại cử tri tôn trọng các lá phiếu phổ thông nhưng họ không muốn, thì đó được gọi là các đại cử tri không trung thành, đại cử tri bất tuân, và họ sẽ phải chịu một khoản tiền phạt nếu không bầu cho người thắng số phiếu phổ thông.
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy cuộc đua sít sao giữa ông Trump và bà Harris. Nếu như khảo sát là sai, một ứng cử viên dẫn trước các ứng cử viên khác với chênh lệch lớn, thì người chiến thắng có thể được xác định chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Tuy nhiên, nếu cuộc đua sít sao như khảo sát, có thể sẽ mất vài ngày để xác định kết quả. Ngay cả khi một ứng cử viên giành chiến thắng theo đầu phiếu phổ thông, ứng cử viên đó cũng chưa chắc đắc cử tổng thống. Thể thức bầu cử của Mỹ quy định cử tri không bầu trực tiếp tổng thống mà chỉ bầu đại cử tri tại tiểu bang của mình cư trú, trong khi đại cử tri mới là những người bầu ra tổng thống. Mỗi bang được phân bổ số lượng đại cử tri nhất định dựa trên dân số. Đáng nói là hầu hết các bang ở Mỹ bầu đại cử tri theo cơ chế được ăn cả ngã về không, nghĩa là ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn ở bang nào sẽ thắng toàn bộ phiếu đại cử tri ở bang đó. Để trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ, một ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 trên 538 phiếu đại cử tri. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024, căng thẳng an ninh chưa từng có. Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11, các bang trên toàn quốc đã triển khai các biện pháp an ninh chưa từng có tiền lệ để đối phó với nguy cơ bất ổn dân sự, can thiệp bầu cử và bạo lực nhằm vào nhân viên bầu cử. Các bang Oregon, Washington và Nevada đã huy động vệ binh quốc gia FBI, thiết lập trung tâm chỉ huy giám sát, đe dọa và an ninh được tăng cường tại gần 100.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Kể từ năm 2020, 19 bang bao gồm các bang chiến địa then chốt như Arizona, Michigan và Nevada đã ban hành luật tăng cường an ninh bầu cử. Trong bối cảnh ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris và đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa Donald Trump đang trong cuộc đua sát nút, giới chức đang nỗ lực trấn an cử tri về tính an toàn của lá phiếu, đồng thời tăng cường an ninh cho các hoạt động bầu cử. Hàng rào kim loại đang được lắp đặt bên ngoài đài quan sát hải quân ở thủ đô Washington trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. Công ty Rubin Election Service chuyên cung cấp công nghệ an ninh bầu cử xác nhận đã đặt hàng khoảng 1.000 nút báo động khẩn cấp cho nhân viên và cơ sở bầu cử. Thiết bị này được đeo trên dây cổ hoặc bỏ túi, kết nối với điện thoại di động để liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp khẩn cấp. Tại Arizona, nơi từng xảy ra các bất ổn và các thuyết âm mưu về bầu cử năm 2020, cơ sở kiểm phiếu chính ở quận Maricopa được biến thành pháo đài với hàng rào sắt, dây thép gai, vệ sĩ vũ trang và đội đặc nhiệm SWAT trên mái nhà. Giới chức Mỹ cũng cảnh báo về các mối đe dọa từ không gian mạng và tin tặc, đặc biệt là từ nước ngoài. Giám đốc cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng cáo buộc tin tặc đang tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm làm suy yếu niềm tin của nước Mỹ. Tại thủ đô Washington, giới chức cũng đã cảnh báo về môi trường an ninh bất ổn, khó lường trong những ngày này và có thể là những tuần sau khi đóng cửa các điểm bỏ phiếu. Nhiều cửa hàng đã bắt đầu gia cố mặt tiền để đề phòng nguy cơ bất ổn có thể xảy ra.